xin chào các bác nhé. Hôm nọ em đã review một con của hãng Neko này. Đây là dòng loa Bluetooth sách tay, loa karaoke. Hôm nay giới thiệu cái con NK01, hôm nọ là NK06. 06 thì nó to phải gấp đôi con này. Còn con này thì bản 01 thì bản này nó nhỏ gọn, để chúng ta xách đi xách lại nó tiện hơn. Chúng ta có thể mang đi chỗ này chỗ kia, nó rất là tiện, nó gọn. Nó có cái quai xách các bác nhé. Này, nó có cả đai xách ở đây luôn. Tất cả vỏ này là ốp gỗ đúng chỉnh. Bây giờ chúng ta sơ lược với con này nhé. Con này kích thước các bác nhìn này, chiều này nó chỉ rơi vào tầm khoảng 30cm thôi. Tầm này chỉ 30cm và chiều cao này chắc khoảng 25-26cm gì đấy. Đấy, rất gọn. Trước này là một lớp vải bọc, nhìn rất là sang. Đây là có đèn hiển thị Bluetooth. Đấy, thương hiệu Neko. Con này nó khá là mỏng nên chúng ta xách đi nó rất là tiện và nhìn nó sang ấy. Nó không làm cái kiểu nhìn con này nhìn khá là sang trọng. Phụ kiện đi kèm các bác nhé. Có một mic không dây, một điều khiển, hai cặp pin cho mic và điều khiển. Đây là dây 3.5 AUX và một cục adapter, dây cục nguồn. Con này có pin dùng được khoảng mấy tiếng? Chắc phải 4-5 tiếng. Dòng nhỏ này phải dùng 4-5 tiếng. Còn hát to mạnh thì chắc em nghĩ được tầm khoảng 4 tiếng. Con này kết nối Bluetooth thì chúng ta hát Bluetooth là chủ yếu thôi. Chúng ta nhìn tính năng của nó nhé. Con này có cạc này, thẻ nhớ này, có USB này, có line-in 3.5 AUX này, cái này cắm tai phone. Cái mode này là chuyển các AUX kiểu như Bluetooth hay AUX vào đây. Đây kiểu như mình bật USB nghe nhạc thì mình có nick bài đây. Mình có thể ghi lại vào USB được khi mình hát này. Mic mode, đây là chế độ echo. Nó có 3 chế độ, 0, 1 và 2. Chế độ 2 thì echo nó nhiều nhất. Ngoài ra nhé, các bác nhìn lên phần mic chỉnh nhé, là có thể cắm một mic không dây, mic có dây vào đây này. Ngoài ra chúng ta có thể chỉnh, đây là volume của mic này. Đây là echo này của mic này. Bass tape của toàn bộ. Đây là volume của nhạc, chúng ta sẽ chỉnh volume của nhạc và volume của mic làm sao cho hai cái này nó hài hòa với nhau. Đấy, để chúng ta hát được rất là cảm thấy tiếng nó hay hơn. Và một cái line riêng và volume riêng dành cho guitar. Chúng ta hay chơi cầm guitar chơi và hát mộc thì con này hợp lý luôn. Nhỏ nhỏ trong một không gian vừa phải. Hoặc là xách teo đi du lịch picnic thì con này rất hợp lý luôn. Các bác nhìn qua mặt sau của nó nhé. Mặt sau nó thì đơn giản không có gì. Mặt sau, đây chúng ta nhìn qua mặt sau đây. Để em quay cái mặt sau. Con này chắc là khoảng tầm chắc cũng phải 3-4 cân đấy, khá nặng. Nhưng mà đeo vào tai nghe thì ổn, ok. Đấy, mặt sau cũng được ốp gỗ các bác nhé, rất đẹp. Làm khá là công phu đấy. Xoay lại. Sau đây em sẽ làm một clip để test karaoke cho nó các bác nhé.